Xin chào, mình là Đạt đây. Mình thấy anh em có hỏi về Build Kazuha, thì tiện đây mình đã làm cái video về Build Kazuha với vai trò hỗ trợ và hỗ trợ DPS. Rất hy vọng là cái video này sẽ có ích cho anh em. Ok, phần chiêu thức. Đánh thường theo mình không có gì đặc biệt lắm. Đánh thường skill dam trung bình. Điều đặc biệt nằm ở sự kết hợp giữa đánh thường và chiêu E. Về chiêu kỹ năng nguyên tố, chiêu E, chiêu này có hai cách sử dụng. Một là bấm, hai là giữ. Cả hai đều cho ra một hiệu ứng, nhưng mà khi giữ thì sẽ cho hiệu quả cao hơn, bù lại thì sẽ dính cái cooldown lâu hơn. Khi bạn sử dụng chiêu E thì Kazuha sẽ tụ lực và hút quái, sau đó bay lên không trung. Tùy vào việc bạn nhấn hay là bạn giữ thì cái độ cao nó sẽ khác nhau. Và khi ở trên không trung này, bạn sử dụng chiêu đánh thường thì sẽ có hiệu ứng dậm nhảy và gây sát thương phong giống như Xiao. Theo mình thấy thì cái chiêu dậm nhảy này đam khá là to. Khi bạn nhấn thì delay 6 giây và khi bạn giữ thì delay tới 9 giây. Khá là lâu. Nhưng mà vì cái hiệu ứng của cái skill này nó khá là hoa mỹ ấy, cho nên là nó khá mất thời gian. Nên là nhiều anh em đã so sánh cái việc giữa hai, so sánh skill E của Xiao và của Kazuha, thì rõ ràng là khi chơi Kazuha cảm giác cái trải nghiệm cái skill E này nó sẽ hồi nhanh hơn do cái hiệu ứng nó rườm rà hơn. Còn khi chơi Xiao thì bạn chỉ cần xoẹt xoẹt hai cái là nó đã vào cooldown và đợi rất là lâu. Về chiêu quy, chiêu nộ, đây là chiêu thức quan trọng nhất mà nó tạo lên nhân vật Kazuha. Khi sử dụng chiêu quy sẽ chém ra một hit đam gió, đam khá là lớn. Sau khi sử dụng thì sẽ để lại một cái vùng hiệu ứng rất là đẹp, gây ra sát thương gió ngắt quãng. Trong cái lồng gió này thì sẽ khuếch tán sát thương nguyên tố khi tiếp xúc với nguyên tố nước, lửa, băng, điện. Đây là một chiêu thức theo mình rất là bá đạo, chuyên dùng để phá, để khắc chế khiên của mấy thằng giáo đồ trong mấy thằng giáo đồ ở La Hoàn. Bọn giáo đồ trong La Hoàn nó có một lớp giáp nguyên tố cực kỳ khó chịu. Khi mà build Kazuha tinh thông thì cái lượng tinh thông nguyên tố ấy nó sẽ tạo ra sát thương khuếch tán rất là mạnh, bởi vì tinh thông nguyên tố vừa được buff trong bản gần đây mà. Về nội tại một, khi sử dụng chiêu E mà tiếp xúc với nguyên tố thì sẽ tăng đam 200%. Nội tại 2, cảnh vật thì thầm. Cái nội tại này nó về cơ bản nó sẽ buff sát thương nguyên tố cho chính Kazuha cũng như là đồng đội ở mức tinh thông 745 như nhân vật trải nghiệm ở đây. Nó tăng tới 30% sát thương nguyên tố. Đây là một con số rất cao. Anh em có thể thấy là tăng đủ các loại nguyên tố luôn. Từ lửa, băng, điện và nước đều tăng hết. Nội tại 3 thì là một cái nội tại cho có thôi. Giảm tiêu hao thể lực khi xung kích. Ok. Về phần di vật thì ở đây mình nghĩ là có vài lựa chọn như sau. Đầu tiên là bộ 4 móng hình màu xanh. Lý do chọn bộ này thì cũng không phải dài dòng. Nó là bộ chuẩn nhất cho hỗ trợ hệ phong. 2 món tăng đam phong và 4 món thì có giảm kháng nguyên tố khi xảy ra phản ứng. Lựa chọn thứ hai đó là bộ ghép 2 phong 2 giác đấu. Bộ này thì sẽ cho ra đam đầu ra của Kazuha to hơn cái bộ bên trên, nhưng mà sẽ làm giảm khả năng trừ kháng nguyên tố. Nhưng mà theo mình thì cái điều này cũng không quá quan trọng đâu. Kháng nguyên tố nếu muốn trừ thì cũng có rất nhiều cách khác nhau. Ưu điểm của cái lựa chọn này là build dễ, vì 2-2 là build rất là dễ luôn. Bạn có thể có nhiều cơ hội để lựa chọn mũ, ly. Lựa chọn thứ ba là bộ 2 phong 2 tông thất, tăng sát thương phong và tăng sát thương chém của chiêu nộ, nhưng mà đam trung bình thì sẽ thua bộ ghép 22 ở trên. Bộ này thực ra thì cũng không có gì quá đặc biệt. Tiếp theo nữa là một bộ ghép, bộ 2 bóng hình màu xanh và 2 đoàn hát lang thang. Thì bộ này cái ưu điểm nó giống như những bộ 2 khác, tức là dễ ghép và có thêm ưu điểm nữa là tăng 80 tinh thông nguyên tố. Được áp nhiều tinh thông nguyên tố cho Kazuha thì không bao giờ là thừa cả. Đây mình nghĩ đây là một lựa chọn khá là thú vị. Về lựa chọn các miếng di vật cụ thể như là đồng hồ, ly và mũ thì ở đây nó sẽ có hai hướng, một là thiên về đam hay là thiên về hỗ trợ, thì nó chỉ khác nhau ở mấy cái miếng này thôi anh em nha. Đồng hồ thì chọn đồng hồ tấn công nếu là thiên về đam, còn về support, sub DPS thì thiên về tinh thông nguyên tố. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ chọn tinh thông nguyên tố. Ly thì ly sát thương nguyên tố phong hoặc là ly tinh thông nguyên tố. Như vừa đã nói, đó là về đam thì anh em có thể chọn ly sát thương nguyên tố phong, còn support tăng thật nhiều tinh thông nguyên tố để buff đam cho đồng đội thì chọn ly tinh thông nguyên tố. Tức là bạn đã có hai món tinh thông nguyên tố rồi. Mũ thì có thể chọn tỷ lệ bạo kích hoặc sát thương bạo kích, hoặc là mũ tinh thông nguyên tố.
tùy thuộc vào chỉ số bạn đang có. Ví dụ như chỉ số crit bạn quá thấp thì bạn nên chọn mũ tỷ lệ bạo. Còn tỷ lệ bạo của bạn khoảng tầm 40-50% rồi thì bạn có thể chọn mũ sát thương bạo kích hoặc là mũ tinh thông nguyên tố. Thì lại quay về hai trường hợp, một là bạn thiên về đam thì bạn chọn mũ sát thương bạo. Còn nếu như bạn muốn búp thật nhiều tinh thông nguyên tố để búp đam cho đồng đội và cho phản ứng thì bạn chọn mũ tinh thông nguyên tố. Dòng phụ thì ưu tiên tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo, tinh thông nguyên tố, attack. Ok. Về vũ khí thì mình đã làm video về top vũ khí cho Kazuha rồi. Mình sẽ nhắc nhanh qua một chút ở video này thôi nha. Sẽ không nói tới video vũ khí 5 sao bởi vì vũ khí 5 sao ngon nhất cho Kazuha chính là cái vũ khí mới, lời thề tự do cổ xưa. Vũ khí 4 sao lên sử dụng thì mình nghĩ là kiếm rèn, vừa có đam mà vừa có tinh thông, lại thân thiện với người chơi không nạp tiền, ai cũng có, cứ farm đánh boss rồi hên nó sẽ ra cái phôi vũ khí và bạn sẽ có một cái kiếm rèn. Về lựa chọn vũ khí 4 sao khác thì có thể sử dụng kiếm tế lễ, sử dụng chiêu E nhiều hơn một lần, tăng khả năng lạp và spam Q. Cái việc mà bạn sử dụng nhiều chiêu E thì sẽ rất là bá đạo đấy, tin mình đi. Hoặc là kiếm Tây Phong, nhưng mà điểm trừ là cái hai kiếm này đều không tinh thông, bê tách cũng khá là thấp. Ok. Về đội hình thì mình có thể nói ngắn gọn là Kazuha có thể đi với bất kỳ team nào. Càng những team có nhiều nguyên tố có thể phản ứng như là lửa, nước, băng và điện thì càng mạnh. Khi kết hợp cùng với một phong khác như là Venti hoặc là Sucrose thì khả năng của Kazuha sẽ được tăng lên. Được cộng hưởng của hai phong. Việc bạn sử dụng Kazuha nó cũng tương tự như việc bạn sử dụng Venti và Sucrose thôi. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Về cung bệnh của những nhân vật 5 sao thì như trước đây mình đã từng nói là mình sẽ không hứng thú lắm với phần cung bệnh này, cho nên là mình sẽ bỏ qua. Chỉ có phần cung bệnh 6 này có một phần đáng chú ý, đó là thay đổi khá lối chơi và cách build. Nó sẽ biến Kazuha thành một con build DPS giống như Xiao vậy. Ok, đây là cái video build nhanh Kazuha. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha. Nếu anh em có ý kiến gì về build Kazuha thì hãy để lại bình luận nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Chúc mọi người build thành công nhân vật yêu thích của mình. Bye bye.